Hello các bạn, bữa nay mình ship hàng đi mua cua nha, ngay chỗ chợ SF á. Nếu ai có nhu cầu thì tới đây mua nha. Thấy các bạn thấy không? Mình đang ship hàng xa lắc luôn á. Bữa nay là hình như là 7 đồng một thao nha các bạn. Có ai nhu cầu thì mua. Đó, các bạn thấy không? Ở trên đó là nhiều lắm. Mình zoom lại gần đây. Đang ship hàng mua cua đó nha. Có ai nhu cầu thì tới mua nha. Đó, các bạn có thấy vui không? Ở đây người ta ship hàng chuẩn bị mua cua nè. Đó. Đó. À. Đó, mình chiếu gần cho các bạn coi nha. Mỗi người cắt ra một bịch cua nè. À, bữa nay là 6 đồng 99. Đó. Đó, một người lấy bịch vậy đó các bạn. Đó các bạn thấy không, mỗi người nãy có mỗi người bưng cua đó. Đó, thường là 4 đồng mấy à, nhưng mà năm nay là người ta bán 6 đồng 99 sen một phao nha cua. Nếu mà các bạn nào có nhu cầu thì mua nha. Đó. Đó, các bạn nào có nhu cầu thì mua. Đó các bạn thấy không, sắp sửa mình tới đây nha các bạn. Đây cua đây, để mình chiếu cho các bạn. Còn ở đây là nhiều cua nè. Đó, đó trong đây nè các bạn, trong đây nhiều cua chưa? Đó, nhiều cua chưa các bạn? Wow, nhiều cua quá. Ai có nhu cầu tới mua nha, mày vô. Đó, đó mấy anh này Việt Nam luôn đó nha. Đó, chưa? Nhiều chưa? Đây các bạn thấy nè, cua nè. Đó, đây nhiều cua luôn á. Đó, cua này cua sống không nha các bạn. Cua này cua sống không á. Đó. Đó, cua sống không nha. Có ai có nhu cầu là tới mua nha. Cái 10 gram. Quay YouTube đó nha. Bữa nay mình mua 10 con này các bạn. Thấy anh này mấy anh này không? Cua sống không nha. Đó, mấy anh này đang lấy cua nè. Đó, bữa nay hạ giá nha. 6 đồng 99, 7 đồng một thao. Đó, đây nè, cua sống là không ngon nè các bạn. Dạ. Dạ. Dạ, bước chân âm thầm. Bước chân âm thầm. Dạ, đó thấy chưa, đó ngon chưa các bạn. Đây, đây phục vụ tận tình nha, vui vẻ. Đây các bạn thấy là có ai nhu cầu thì tới mua nha. Đó.
mình bữa nay mình lấy 10 con, 10 con nha. Đó, mấy anh này là rất là vui vẻ, tận tình đó. Đó, đó. Cua là tươi ngon nha. Mới về nè các bạn, thấy cua không, nhúc nhích nè. Đó, thấy không? Đó. Ok, dạ, cảm ơn anh nhiều. Dạ, dạ, thank you. Dạ. Đây, các bạn thấy đây. Ai nhu cầu là 6 đồng 99 nha. Đây, cua này. Đó. Có ai nhu cầu thì mua. Đem ra đây mình mua 10 con cua nha. Đó, chuẩn bị ra tính tiền nha các bạn. Đó. Đây, cua đây. Tính tiền. Ngoài trước này mình là cũng hai chị Việt Nam luôn, cũng mua cua luôn. Đó. Đó. Các bạn thấy không, trên chỗ quầy tính tiền là cũng cua không nha, liên khúc cua nè. Đây mình cũng cua đây, ở đây cũng là cua luôn, thanh long nữa nè. Đó, đó. Cua đây đó. Rồi cái này mình đã mới ra chợ nha các bạn, đây receipt đây, nếu các bạn nào có nhu cầu mà mua nha. Cua mình có hai bịch, một bịch là 54 đồng 38 sen, một bịch kia là 57 đồng, thì tính ra khoảng chừng 110 đồng á, tại trừ nó 110 mấy đồng, tại trừ cái này, cái này thì cho là 6 đồng đi, tổng cộng giá tiền nè 116 là trừ hai cái đó là cho 6 đồng đi, thì 110 đồng cho hai bịch cua này, 10 con cua nha các bạn. Nếu các bạn nào có nhu cầu thì mua, để giờ mình luộc. À, mình chia sẻ với các bạn nha. Ok. Bữa nay mình đi xe truck. Các bạn sẵn đây mình cũng chia sẻ, các bạn thấy không, cái con cua nó dài như vậy là cua đực, còn cua mà nó tròn tròn cái kiểu oval là cua cái các bạn, thì mua cua về các bạn. Đây là cua sống á, mà mẹ mình mà thấy cái này là chết á. Thường thường á mình mua là cua vừa chết mới ăn không, mà cua sống là sát sanh á. Nhưng mà thôi bữa nay mình làm liều đại đi đó, bây giờ mình sẽ chà nó. Rồi, tôi thấy các bạn thấy không, nó cũng sống. Rồi, nó kẹp chết cha luôn á. Giờ mình sẽ chà nha các bạn, mình chà cho nó sạch. Bây giờ mình tắt kem ra, mình chà rồi mình luộc, mình mời các bạn dùng chung với mình nha. Đây. Cua tới đi các bạn, cua tới đây, 10 con cua mới vừa lọt, họ nóng hổi đây, luộc nóng hổi nha. Đây nè, các bạn thấy khói không? Đó, đây, ở trong nồi đây. Đó, mới luộc xong, mại vô. Mời ông bà cô bác anh chị nha, dùng nha. Đây. Đây 10 con cua. Bây giờ mình sẽ sắp vô lên bàn mời các bạn cùng ăn với mình nha. Rồi tới bàn rồi. Bây giờ sắp lên nha. Sắp lên nóng hổi. Nóng hổi mời mọi người ăn. Đây. Mời mọi người ăn, đây cua đây. Sắp lên cho nó đẹp trước rồi ăn sau nha. Bữa nay mình ăn có mình. Hai con. Và nóng quá. Bà con. Cái gì cũng phải đẹp trước phải không các bạn? Bốn con. Năm con. Wow, nóng quá. Sáu con. Wow, nóng dữ. Nước. Đây các bạn thấy khói không? Khói dữ dội luôn á. 7 con. 8 con. 9 con. Đây. Thêm một con nữa. 10 con và mấy cái càng nằm ở dưới. Các bạn nhớ nha, cái nước này đừng bỏ uổng, hồi nào mình có thể nấu bún riêu ha, nấu bánh canh ăn được các bạn. Đó, 10 con, đây, 10 con cua. Mấy cái càng, để qua bên đây, để một bên. Rồi chuẩn bị mình mời mọi người dùng với mình nha, để một bên. Đó. Rồi, mình bày lên rồi các bạn, thấy các bạn xung quanh không? Ăn là phải tìm một cái khung cảnh xung quanh mình, tìm ở trong bát da của mình, thấy các bạn không? Bưởi đây. Đó, bưởi đây các bạn. Bên hông mình là cái trái
trái quýt nè, trái quýt này mình mua quýt mật á, mình mua cách đây 7 năm mình mua cái trái xong mình dùng cái hộp quá. Mình trồng gần 6 năm mà có trái bự hơn các bạn. Đó. Dĩ nhiên trước khi mình start ăn là mình phải cầm một chén muối tiêu đúng không? Chanh. Đó, chanh mình cũng hái ở nhà mình luôn. Đó. Miếng chanh. Đó, dắt vô. Đây, chanh dắt vô nè các bạn. Ngon chưa? Nhiều nước chưa các bạn? Không cần nhiều. Dục qua bên. Đó. Bữa nay mình thường mình ăn chanh, bây giờ mình thử ăn trái quýt thêm một trái quýt nữa nha. Đó, mình cắt trái quýt đi. Trái quýt đây. Bữa nay mình chế tầm bậy tầm bạ thử coi nó ngon không? Nhiều khi ngon sao phải không các bạn? Này, quýt nè. Các bạn thấy không? Rất là ngon. Quýt này là quýt cái trái lúc mà Tết người ta bán nè các bạn. Ngọt rồi. Giờ ngọt rồi. Mình để Tết rồi mình cúng Phật. Rồi sao mình ăn? Ngọt rồi các bạn. Bên cạnh đó mình không quên cái đầu kẹp cua nha các bạn. Đó. Quậy. Thường thường người ta ăn bao tai, mình không ăn bao tai đó các bạn. Mình không ăn bao tai. Giờ mình chọn con này nha, lựa con nào. Con này đi. Đó, con này nha các bạn. Mời các bạn nha. Đó. Trước hết là mình lật ngược lại. Đây các bạn thấy không, đây con cua này cua đực, nó có cái này là cua đực nha. Rồi bỏ qua một bên chỗ này cho nó dấu dấu nha, dấu dấu cho nó đẹp đẽ chứ thiết. Đó, tách qua. Cua. Ngon. Ngon quá. Mình quên lấy cái muỗng rồi, mình đi lấy cái muỗng cho ăn mình nè. Đó, wow, nhiều gạch quá nè các bạn, coi nè, nhiều gạch quá. Gạch ngon chưa? Không biết cái camera có gần chưa? Đủ chưa? Các bạn đợi mình chút xíu nha. Sorry. Chiếu gần gần chút xíu ha. Gần gần chiếu chút xíu. Gần một tí tị nè. Đó, ok. Đó. Rồi. Này. Vẫn còn khối nha các bạn, thấy không? Khối dữ lắm. Đó. Gạch không à? Trẻ thì ăn nhiều chứ, giờ mình cũng già rồi. Ăn nhiều quá, cao mỡ lắm. Tách cua ra. Này các bạn thấy không, gạch nhiều. Các bạn thấy không, mấy cái này nè, người ta nói mấy con nít hồi xưa mình nghe nói là con nít nào mà đái dầm đó ăn cái này không có bị đái dầm, không biết có hay không mình cũng không biết nữa đó. Mời các bạn dùng nha. Cái này á, thường thường á mình muốn ăn cái này ở nhà mình mua cua xong mình luộc, mình để cái nước, sau đó bắt đầu mình nấu bánh canh các bạn. Nấu canh ngon. Nấu canh là rất là ngon. Đó, thường thường các bạn thấy không? Ở cái bàn mình có trải tấm mũ, rồi xong mình ăn xong mình chỉ gom lại thôi. Mình đem dục thôi. Nhiều khi nó nhiễu nhão, nó cũng dơ bàn. Cái này bà xã mình chỉ mấy đứa con đó, mình bắt chước theo luôn. Đây. Cua này người ba ta bán là 6 đồng 99 các bạn. Thường thường Tết á, người ta bán khoảng chừng 3 đồng 99 mà bây giờ mình nghĩ không, không có nữa đâu. Tại bây giờ mọi thứ nó lên ha. Đó, mình ăn mình thích là mình ăn mấy cái này nè, nó thịt nhiều. Làm miếng. Nó thịt nhiều, ăn cho nó ngon. Bà xã mình là thích, bà xã mình thích là ăn ghẹ. Ghẹ nó không có thịt, nhưng bà xã nó nói á, ghẹ nó ngọt, ngọt thịt.
Rồi, cua không có xốp thịt nhiều. Nhớ hồi lâu hồi nhỏ ha, cha mẹ mình ăn là lột sẵn cho mình, mình lớn à. Giờ mình lớn rồi mình tự lột. Bây giờ mình mai mốt ở đâu. Con hai gái con của mình cũng ít ăn cua lắm. Mình chỉ lột sẵn cho nó ăn thôi, nên mình mà không lột nó không ăn. Đây là các bạn, mời các bạn. Rồi vậy. Hồi nhỏ không biết. Cha mẹ la rầy cái trách cha mẹ không thương, không thương thương mấy đứa em đâu, nhưng mà thiệt sự không phải. Không phải vậy. Mình lớn mình mới hiểu. Cha mẹ mình càng dạy càng la mình mới mút mình thành công. Còn cha mẹ không dạy, lúc mình ra đời ai cũng nói mình chứ chút xíu cái mình đụng chạm mình giận á, là cái cuộc đời mình không có thể nào lên được hết. Mấy bạn trẻ đó, cha mẹ mình la không phải là cha mẹ mình không thương mình đâu. Chỉ mình từ ly từ đấy. Tại vì lúc nào cha mẹ cũng mình bảo vệ giống như cái trứng đó. Sau khi mà cái con gà nó sanh ra thì mọi thứ là mình phải tự lập, tự bào lập bản thân của mình. Nhiều khi người ta đi làm cái người ta nói ở nhà mình, cha mẹ mình chăm sóc mình lo cho, nhiều khi mình làm lỗi cha mẹ cũng mình bảo vệ mình. Nhưng mà lúc mà lớn đi ra ngoài đời mình làm chút xíu hay là bị lỗi chút xíu, dĩ nhiên là boss nó phải chửi mình rồi. Tại mình đâu có lo, phải đâu phải con của người ta đâu. Đó, mà nhiều khi mà nhiều người mà người ta nhịn nhục được, tại vì đi làm để làm gì? Kiếm đồng tiền để lo cho gia đình. Cái nhiều người mà người ta cứ la chút xíu người ta giận đi về thì bảo đảm là không có việc làm. Đó. Mình thích ăn cua thôi. Thờ cua nó thịt bự. Cua nó nhiều thịt, còn ghẹ không nhiều. Các bạn nào mà đói bụng thì lấy mì, hâm mì hay kiếm gì đồ ăn đây, ăn nha các bạn. Ăn với mình đi. Ngon. Nhiều khi ăn mà mình không ăn sắp lên nhiều nhiều vậy, chứ ăn chừng một con rồi các bạn, không ăn hớn đâu. Mình không phải là kênh YouTube ăn, mình ăn vừa đủ thôi. Mình thấy ăn nhiều quá nó cũng không ngon lắm. Ăn vừa đủ rồi nói chuyện với mọi người vui vẻ thôi. Thì tiện đây mình cũng cảm ơn mấy khách hàng, anh chị mấy tiểu bang khác á, gọi hỏi mua cái mấy cái bịch trắng, cái bầu lọc trắng á. Thì mình cũng nói lại, cái bịch trắng thì nếu mà các bạn mua 6 cái trở lên mình mới shipping, mới gửi đi và cộng tiền shipping. Shipping lúc nào cũng phải cộng hết á. Nếu mà các bạn mua 10 cái thì mình tặng một cái cộng tiền shipping luôn. Và khách thường thường, khách hàng của mình á, hồi lâu mình bán 30 nhưng bây giờ kinh tế nó lên, mình bán một cái bịch trắng bây giờ là 35 đồng một cái lần chứ các bạn. Bây giờ mọi thứ nó lên à. Even bây giờ cũng khó lắm, tại bây giờ người mấy công nhân người ta không có làm. Đó. Mọi thứ nó lên hết rồi các bạn. Thì cái bịch đó lúc trước là mình khách hàng mà mua bộ lọc, làm bộ lọc của mình á, là mình bán 30 nhưng mà bây giờ tại vì ở trên kia nó lên thì các bạn cũng thông cảm. Bây giờ mình cũng phải lên 5 đồng thôi. Tại nó tiền công, tiền mai á, cái gì cái mai cái chỉ đặt rất là đặc biệt. Thường thường mấy cái chỉ thường á, các bạn để khoảng chừng 1-2 tháng nó hư à. Đó. Người ta có cái chỉ đặc biệt của người ta mai. Nó làm sẵn để ship tới cho mình thôi. Hãng nó làm sẵn hết rồi. Và tiện đây mình cũng trả lời một câu hỏi ở trong text message của cái anh nào ở bên gì Texas, ở Texas á. Ảnh hỏi là có cái đèn, thường thường cái đèn UV light có bỏ trong cái bộ lọc được không.
thì thường mình thường là Juveda để làm gì? Juvila là để diệt rong. Thì thường thường á nó bóng đèn đó, nếu mà các bạn nhìn vô nó nhìn nhiều quá nó cũng không tốt cho mắt. Nó nói chi là các bạn để 24/24 bộ lọc. Bộ lọc để làm gì? Để bỏ mấy con vi bỏ mấy bay bo mà mấy con vi khuẩn nó sống trời bay bo. Thì mình khuyên mà các bạn thấy không? Cái bộ lọc của mình thường thường là bộ lọc ở trong, cái Juvila ở ngoài. Đó, đừng có bỏ ở trong. Bỏ ở trong nó sẽ diệt hết mấy vi khuẩn. Mình khuyên là không có nên bỏ Juvila ở trong cái bộ lọc. Tại cắn Juvila ở trong bộ lọc á, lúc mà mở đèn lên á là nó sẽ diệt hết vi khuẩn. Cái này cứng quá, mình phải vô dùng. Thôi gãy răng, già cả rồi. Cái này còn miếng thịt, bỏ uổng không các bạn? Cái này mình nhà mình nghèo, mình ăn cái gì được là mình ăn hết à. Không dục. Nhớ bên đảo không? Nghèo. Nghèo đâu có gạo ăn đâu các bạn. Mà đi lúc đó sau ngày đóng cửa mấy ngày á, đến nỗi á không có gạo ăn. Xong cái người mình đi lái hái mấy cái rau chai, cái cỏ rau chai đó các bạn ăn. Với lại mấy người mà có thân nhân ở bên Mỹ á, là mấy thân nhân nước khác người ta gửi tiền, còn mình cũng có thân nhân mà cũng ít lắm đó. Xong cái mình mơ, lúc mà nhỏ mình mơ chỉ cần sau này mình giàu rồi mình có một cái lon nước ngọt nước khúc các bạn, mà bỏ trong cái tủ lạnh đó, lúc mà mở ra nghe một cái kịch đó, uống trời ơi mình mơ lắm các bạn ơi, nhỏ mà. Thì bây giờ cũng nhờ cảm ơn, thứ nhất là cảm ơn cha mẹ ruột của mình, rồi cha mẹ vợ của mình. Thứ hai là quan trọng là trời Phật cho mình, thứ nhất là sức khỏe của mình. Cái gì không có cái gì mà hơn sức khỏe các bạn. Có sức khỏe là cái gì cũng làm được hết á. Cũng cảm ơn trời Phật thương mình, bây giờ cho mình định cư được nước Mỹ. Sau đó là mình gặp được vợ của mình. Đó, rồi có hai đứa con ngoan. Nếu không có cha mẹ mình, vợ cha mẹ ruột của mình thì mình câu đâu có ngày hôm nay, đúng không? Và bên cạnh đó là Kiệt cũng không có quên cảm ơn ông bà cô bác anh chị cô và các em lúc nào cũng ủng hộ. Tuy nhiên mình cũng không bằng ai, bộ lọc mình làm cũng không có bằng ai, nhưng mà lúc nào cũng anh chị cũng ủng hộ mình, chia sẻ của mình đó, chỉ dẫn mình thêm, học hỏi thêm. Tại lúc trước mình cũng ngu lắm các bạn ơi. Mười mấy năm trước mình nuôi cá mình cũng không biết làm gì, chích cá tùm lum tùm la. Sau khi mà mình học những cái thất bại thì mình giờ mình chia sẻ. Bởi vì mấy anh chị á ở tiểu bang khác, cho dù anh chị không có mua cái gì á, gọi mình cũng trả lời bình thường thôi, tại vì mình thích cá mà. Anh chị nuôi cá quan trọng là gì? Cá nó thứ nhất là nước nó phải trong để mình có thể nhìn ngắm cá, những cái chú đàn cá khôi nhiều màu sắc, đúng không, xinh xắn bơi lượn. Cái thứ hai là cái cá nó phải healthy hay không. Bởi vậy mình thưa, mình khuyên khách hàng mình hoài à, những khách hàng của mình mới tới đây á, mình chưa gặp qua á, mình phải hỏi là xin lỗi cái hồ của bạn hay là anh chị á, là xây bằng hồ xi măng hay là bằng liner. Tại quan trọng lắm. Rồi có bao lọc nó có good hay không, nhất là mùa đông. Mà ai mua cá vào mùa đông á, mình phải hỏi rất là quan trọng. Tại vì mùa đông á, bao lọc nó không good á, là cá nó không có survive được các bạn. Bây giờ rất là quan trọng. Có mấy người, lúc trước mình có mấy người Ấn Độ á, tới đây không hỏi, mình không có thích, người ta không có thích. Rồi sau này rồi á, người ta bị problem thì người ta mới là nói thiệt. Lúc trước á, người ta nói á, tại vì tới đây á, xã hội cái này sợ kia bán. Thiệt sự á, nếu mà bộ lọc của các bạn không good á, là mình không phải là không bán, nhưng mà mình khuyên là các bạn đừng nên mua cá. Đợi cái bộ lọc giống như cái nhà bảo vệ mấy đàn con của mình. Nếu mà cái nhà của mình not really, chưa có chuẩn bị thì đừng nên bỏ cá. Mình khuyên các bạn thường thường á, mình nói trên YouTube á, là 300 gallon thì các bạn nuôi khoảng chừng 5 con cá thôi. Con cá
Đó, thường thường nhiều, thường thường 300 gallon bát cạn là một cái thùng xanh. Đó, thùng 55 gallon thì thùng các bạn mình khuyên là thùng đen hoặc là thùng xanh, đừng dùng thùng trắng. Tại thùng trắng là ánh nắng nó chiếu vô không có tốt. Nha. Và bên cạnh đó, trong đó là có 300 cái bài bo. Nếu mà các bạn nuôi hồ cá bằng liner thì các bạn nên bỏ đá san hô gọi là coral đó. Nhiều gạch quá, để mình ăn trước các bạn. Bộ các bạn thông cảm nha, mình ăn mình bóp tay cho nó tiện à. Ăn mà dùng đũa hay dùng cực lúc mình không thấy đâu. Ăn nó cho thoải mái rồi rửa tay, tại mình cũng rửa tay rồi, ăn cho nó thoải mái phải relax. Nhà của mình á, những cái giống như cái mua mấy cái mùa chôm chôm rẻ là mình mua một lần mười mấy thùng mình ăn vậy thôi, lúc mà mắc là mình không mua đâu đó, mình tiết kiệm vậy đó. Chẳng thà mà rẻ là mình mua ăn, ăn mấy đứa con của mình ha, gia đình của mình ăn á, chừng nào ớn thôi, rẻ thì mình mua đúng không, đâu có cần phải đợi mắc rồi mới mua là gì. Mình cứ canh mùa nào rẻ, trái cây mùa nào rẻ thì mình mua ăn, ăn cho đã thôi, ớn thôi. Chứ đâu có cần phải lúc mà muốn ăn lúc nào ăn, lựa theo. Rẻ thì nó vừa rẻ vừa ngon đúng không các bạn? Nhà mình nghèo mà, mình phải lựa cái mùa tới mùa. Thứ nhất tới mùa là nó fresh, ngon chín. Chứ mà mấy cái mùa nó đắt mùa, nó vừa thứ nhất là mới mắc tiền, mà nó không có ngon lành gì đó. Giống như bánh trung thu, hồi lâu mình mua 18 cái là quay YouTube đúng không? À, đúng rồi, 12 cái, sau khi đó mình mua thêm 8 cái nữa. Đó, mình ăn mà đến nỗi mà ăn hết bỏ tủ đá luôn à. Tại chẳng thờ á, cho mấy đứa con nó ăn á, là nó ăn một lần là nó ớn thôi. Ăn thì cũng ăn vô bụng thôi đúng không? Đâu có gì đâu. Ăn chừng nào đỡ thèm thôi. Con người mà khẩu giác mà. Đời lẻ là mình mua nhiều lắm, không có cần phải ăn mắt. Thịt này cua ngon lắm các bạn. Các bạn không thấy hồi sáng không? À, tại vì mình có mấy khách hàng tới nói anh Kevin, anh có ăn cua không? Tiệm chợ SF đó, nó đang sale á. Tôi nói ồ vậy hả? Không có vậy, hồi mình đi. Lâu lâu có mấy cái chị tới á. Tới rồi cái mình tới nè, mấy chị thích ăn bà xã mình trồng rau muống nè, hồi lâu mấy chị cũng tới. Sau là ổi nè, ổi với chanh. Nhiều khi mấy anh chị á tới thiệt sự người ta cũng đâu có tới lấy mấy cái này nhiều đâu, mình tặng đây chỉ nó vui thôi, tới nói chuyện vui vẻ thôi. Chứ ở Mỹ rồi các bạn, ở Mỹ đâu ai thèm đâu, tới vui vẻ nói chuyện thôi. Quan trọng là cách xử sự của mình thôi, chứ bên Mỹ này mà ăn bên Mỹ là chết gì ăn mà, không ai thèm hết. Người ta quý mình là tại vì mình thử tự thiệt á, mình mất lòng trước lần sau. Có nhiều mà khách hàng á mà muốn mua cá nhiều mà bộ lọc không ready thì mình nói lúc đó anh chị cũng giận, nhưng mà sau khi mà anh chị hiểu rồi đó, anh chị giới thiệu rất là nhiều khách hàng cho mình. Tại mình nói lúc trước á, mình cũng ngu lắm, mình không biết gì hết, ai cũng giấu nghề hết, nhưng mà cùng mình không có trách được, tại cái nghề của người ta mà ai chỉ cho mình được đúng không các bạn? Có bên không trách lắm, mình ngu lắm, đến nỗi mà phâm cái nước không ra nữa, tủ bịch như vậy đó. Mình mua một con cá là mắc tiền lắm, 7-8 ngàn, mười mấy ngàn, chết cha hết rồi. Chỗ này hồi lâu mình làm chỗ này nè, nó chết hết rồi các bạn. Đúng. Lúc đó mình, nó chết, nó đụng đầu vô cái, mình bỏ thuốc á, thấy thường thường là mùa đông đó các bạn. Nó bị lỡ ghẻ, mình coi lên nó kêu người ta bỏ thuốc vô á. Bỏ thuốc chứ có bao nhiêu, có 5-10 phút nó đụng, nó chết luôn. Lúc đó mình ngồi mà tại chỗ mình giống như là trời trồng vậy, không biết gì đó. Cái mình tỉnh hồn là mình nói, ô tại sao người ta có thể làm được, tại sao mình không làm được, mình stupid như vậy. Cái mình lên my mistake, mình học hỏi coi trên YouTube đồ á,
xong những đa số là những cái thất bại của mình thì mình học hỏi nhiều hơn, cái mình chia sẻ lại mọi người thôi. Nhiều khi mấy bác cũng ấy lắm, cũng quý lắm, lâu lâu mấy bác tới đây hỏi cái đem tới cho mình mấy trái cam, mấy trái gì nè, mình nói ở đây con không có ăn ở đây, với lại mình cũng có, mình không ăn cam bây giờ mình không trồng. Hồi lâu mình trồng thanh long nhiều lắm các bạn, mình cũng đem lên chùa cho đó, với lại con của mình không ăn, với lại mà sacramental của mình nhiều năm nó đông đá lắm, bây giờ mình có mua cái bịch ở bên tắc xịt á, 700-800 đồng được, bây giờ mình bao mình trùng lại mà con cái của mình không ăn, mình cứ đem đi cho hoài, tới sau này mình không trồng nữa. Chứ lúc trước là mình, các bạn thấy mấy cái hình ở trên Facebook bà xã bên để không, bự lắm, một lần mình thu hộp tới là 100-mấy chục trái lận, mình đem lên chùa mình cho, với trồng bạc hà tùm lum tùm la hết à đó. Rồi sau khi mà gia đình mình không ăn, mình không trồng nữa. Xong rồi các bạn đó, các bạn thông cảm từ nãy giờ mình nói chuyện hơi dài dòng, ăn mất thời gian của các bạn không. Thì hôm nay thì mình mua cua để gì cho nó vui, chứ mình ăn một con là mình sợ rồi các bạn. Thường thường ăn một con rưỡi là hết rồi đó. Thì hôm nay Kiệt thì cũng ăn, trước hết là mình cũng xin cảm ơn ông bà cô bác đã ngồi và tâm sự với mình. Cái thứ hai là mình xin cảm ơn ông bà cô bác, anh chị và các em lúc nào cũng đồng hành kênh YouTube Bước Chân Âm Thầm. Kiệt thì ăn nói chưa có trôi chảy cho lắm, nhiều khi nó mất lòng mọi người. Nếu có điều gì sơ sót xin mọi người rộng lượng tha thứ bỏ qua cho, ngàn lời cảm tạ. Nếu ai chưa có thời gian nhấn chữ đăng ký hay còn gọi là subscribe đó, nhấn chữ subscribe là chữ đăng ký màu đỏ chuyển sang màu đen, đồng nghĩa là các bạn đã ủng hộ mình rồi. Xin cảm ơn, tạm biệt và hẹn gặp lại các video kế tiếp. Thank you everybody for support. Bye bye, thank you, bye.